Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đến nay, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã phân bổ số tiền gần 17 tỷ đồng về các đơn vị để hỗ trợ đợt 1 cho các hộ gia đình. Trong đợt hỗ trợ này, có 855 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ xây sửa nhà. Đến nay, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã chuyển được 14 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ. Cùng với đó đã giải ngân gần 3 tỷ đồng vốn Hội chữ thập đỏ hỗ trợ hộ nạn nhân chất độc da cam năm 2021-2022 với 32 hộ xây mới và 55 hộ sửa chữa. Trên cơ sở cái mức hỗ trợ của tỉnh là 80 triệu đối với một hộ xây mới và hỗ trợ không quá 40 triệu đối với một hộ sửa chữa. Ngoài cái mức tiền hỗ trợ của tỉnh ra thì chúng tôi còn phối hợp để vận động các tổ chức thành viên, rồi các địa phương, rồi các dòng họ để quan tâm chăm lo đối với các hộ, rồi đặc biệt là hỗ trợ các cái ngày công để giúp cho các hộ có ngôi nhà khang trang và tốt hơn trong cái sinh hoạt hàng ngày. Tính đến nay đã có 181 hộ nghèo đã hoàn thành xây mới nhà ở, 108 hộ hoàn thành việc sửa chữa, 271 hộ đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện, 123 hộ đang trong quá trình sửa chữa. Đối với hộ nạn nhân chất độc da cam, hầu hết nằm trong diện hỗ trợ đã khởi công xây dựng sửa chữa nhà ở, trong đó đã có một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.